chào tất cả quý vị chị các bạn ha. Hôm nay thì Kiên chia sẻ với quý vị cái xe xôi. Thì cái xe xôi này nằm ở số 2 đường Tân Mỹ. Nó là nằm ngay cái góc ngã tư đường Nguyễn Thị Thập và đường Tân Mỹ nha cả nhà. Thì đây là đường Tân Mỹ này. Thì cái xe xôi này thì bán rất là lâu đời rồi. Và bán thì thường thường là bán từ 2 giờ trưa mà mãi đến thâu đêm luôn nha quý vị. Thì chúng ta sẽ xem xe xôi ở đây có những món gì nha cả nhà ơi. Đây là có xôi này. Xôi thì có, Kiên thấy ở đây có xôi xôi đậu phộng này, xôi gấc này. Cái này thì Kiên thấy nó giống xôi đậu đen nhưng mà hình như không phải. Ở bên này có xôi gà này. Đây có xôi gà này cả nhà. Đây là xôi đùi gà nhé. Xôi đùi gà. Bên này là da gà chiên giòn này. Da gà chiên giòn này cả nhà. Đây có chả bông gà nhé. Ở đây bán từ mấy giờ em? 3 giờ chiều mà đến 10 giờ sáng luôn đúng không? Lúc nãy mình nói từ 2 giờ nhưng mà hỏi là em thì em bảo là 3 giờ chiều mà tới 10 giờ sáng mai luôn nha cả nhà. Bán suốt đêm luôn đúng không em? Okay. Xe mình bán được lâu chưa? Hơn 10 năm rồi. Ok, cảm ơn em. Rồi đây là cái đường Tân Mỹ nha cả nhà. Cả nhà nhớ là nằm ngay góc ngã tư đường Tân Mỹ và Nguyễn Thị Thập nhé. Đây là cái đường Tân Mỹ này. Đây là cái ngã tư ngã ba đường Nguyễn Thị Thập bên này, đường Tân Mỹ bên này nhé. Rồi đây đi. Thêm dưa chua này cả nhà, dưa chua ăn kèm này, ăn kèm với xôi gà, đây mỡ hành. Rồi cả nhà có dịp ghé số 2 đường Tân Mỹ nhé, thưởng thức món xôi nha quý vị. Xôi đây có rất là nhiều loại, xôi đùi gà, xôi đậu phộng, có đậu phộng này, xôi gấc này, xôi nếp than này, đây có xôi lạp xưởng này quý vị, xưởng rồi lạp xưởng, cái này là chả này, món này là món cổ gà. Này là pate này, pate này cả nhà. Đây đặc biệt là ở trong đây có mỡ hành này, có trứng cút nữa cả nhà, mỡ hành và trứng cút nhé. Đây xôi nhìn màu rất là đẹp luôn cả nhà.
chả bông nha cả nhà. Chả bông này, này là hành hành phi này, hành phi nhá. Đây có da gà chiên giòn này, da gà chiên giòn. Đây đùi gà chiên. Đây trong này thì chủ trong này. Của em bụng lắm ghê. Nó chỉ là đang bấm cái cốt trong này cả. Thank you.
thôi, chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Cả nhà có dịp hãy ghé quán xôi bên này, thưởng thức xôi ở đây nhé. Xôi đây ăn rất là ngon.